Bữa nay quay trở lại Thống Nhất Đồng Nai nha bà con. Cái vườn mít ruột đỏ của ông anh Tình Tâm, vườn này cũng review mấy lần nè. Bữa nay quay trở lại đây sẵn review cho anh em chúng ta. Sau khi mà làm bông làm trái, kết quả của Willow Farm thì bà con chúng ta có thể thấy rằng là cây này cũng già cỗi rồi nha bà con. Bà con chúng ta thấy nè, cây nó già rồi đó. Nhưng mà do cái vườn này nói cũng thật luôn với bà con là năm 2023 vừa rồi nó cũng có cái tình trạng là thiếu nước, cây nó suy kiệt. Và sau đó thì mình cũng phục hồi, làm bông cũng kịp vụ để mà đánh vào cái mùa nghịch. Bà con chúng ta thấy rằng là cây nó mang trái rất là nhiều rồi. Cái phương pháp của Willow Farm làm là cái bông dài, cái trái dài, trái nặng ký. Cái vườn á, mà càng già, càng lớn tuổi thì làm theo phương pháp của Willow Farm, bông nó ra càng nhiều. Tất nhiên là đối với một số vườn mà từ 18 tháng trở lên á, là tỷ lệ làm bông thành công phải nói rằng 100%. Nó không phải bàn. Còn ví dụ như mà cây 16 tháng, 17 tháng hay là dưới 18 tháng á, là trong cái giai đoạn mùa mưa mình ép quá cũng ra bông nhưng nó hơi trầy trặt nha bà con. Còn đối với mấy cái ông mà lớn vậy á, làm nó đơn giản dễ hơn. Làm cái phương pháp mà không cần sử dụng bật lo, một mùa, hai mùa, ba mùa, bốn mùa, năm mùa, thậm chí mười mấy mùa nữa cây nó vẫn bền, vẫn bền. Bà con chúng ta có thể nhìn thấy cái mẫu trái của Willow Farm là mẫu trái dài, đòn dài. Đối với một số vườn mà tơ quá là bà con chúng ta cũng nên cân nhắc lại, đặc biệt là với một số anh chị em mà hay vội vàng. Có những cái vườn mà bất ngờ luôn, vườn có 14 tháng, ăn vàng mấy tháng, nói với mình là vườn 18 tháng, coi mình coi cái cây xong thấy tơ. Có nhiều bà con chúng ta là cũng muốn ép cho nó kịp cái mùa nghịch. Tuy nhiên rằng là đối với cây tơ quá thì bà con chúng ta cũng phải cân đối nghe. Chúng ta không thể nào mà ép cây nó quá sức ở cái tuổi mà chưa muốn đẻ còn muốn rong chơi. Cái vườn này bà con chúng ta thấy rằng là ở trong cũng cắt tạo giếng trời đồ hết bà con. Cái cành nó xè tán rộng ra bên ngoài. Chúng ta đứng ở bên ngoài là chúng ta không thấy nhìn thấy trái đâu. Chúng ta không thấy trái đâu, nhưng chúng ta bước vào bên trong là trái quá trời quá đất luôn. Bà con chúng ta có thể trong cái giai đoạn này là bà con chúng ta sử dụng cái xô. Mà xô nuôi trái đó, giai đoạn này là quyết liệt. Khi mà trái chúng ta đã sổ nhị thành công rồi là bà con chúng ta quyết liệt. Chúng ta tưới cái xô đó 10 ngày, 7 ngày chúng ta tưới một lần. Cái xô 10 kg chúng ta pha cho 4.000 lít nước chúng ta tưới để chúng ta thúc trái. Thì trong cái xô á, mà siêu nuôi trái này nó có đa lượng, đó là NPK hữu cơ đó bà con, vừa đủ. Có vi lượng, có trung lượng, có amino acid, có 17 loại axit amin. Có đầy đủ các cái dưỡng chất ở cái dạng dễ tiêu, cung cấp là cây chúng ta nó hấp thụ, nó ăn ngay lập tức luôn. Vườn này hôm sau mình sẽ review cho bà con chúng ta một vài cái video nữa. Khoảng chừng tháng nữa đi, chúng ta sẽ thấy trái nó lớn là review coi cho nó đã. Còn bây giờ chúng ta cứ mằn qua mằn lại, chúng ta nhìn thấy cây lá không á, chung vào bên trong là chúng ta mới thấy trái được. Vườn này anh có trồng sen với mấy cây bơ, bà con chúng ta thấy đây. Vườn này là anh nghĩ rằng là anh chủ vườn á, nên dọn mấy cây bơ đi để cho trống ra, bơ ăn uống gì, bán một trái mít mua được 10 kg bơ mà dễ dàng vậy mà không làm vậy. Bà con chúng ta có thể quan sát trong cái giai đoạn này, đặc biệt là nếu như mà những cái cơn mưa kéo dài thì bà con chịu khó phun phòng ngừa xơ đen ha. Cái bộ phòng ngừa xơ đen và dưỡng trái thì bà con hay thấy mình hay review, đó là siêu giáp fluid cộng với kim đơn phú cộng với canxi bò sinh học, là chúng ta pha cho 400 lít nước chúng ta phun trực tiếp vào trong trái thôi. Giai đoạn này chúng ta cũng phải thường xuyên kiểm tra cái vườn của mình. Đặc biệt là trong những cái trường hợp mà mưa nó kéo dài xong rồi nó nắng lên trở lên là bà con chúng ta ra kiểm tra vườn, bà con phun rửa trái một lần nha, để cho cái vườn của chúng ta không có bị những cái sợi nấm bệnh nó xâm nhập. Tại vì khi mà cái vườn chúng ta mà mưa nó có độ ẩm rồi đó, cái nắng nó rọi là cái nước chúng ta nó bốc hơi lên và nó mang theo những cái sợi nấm, và sợi nấm nó sẽ bám vào trên trái. Và chính những cái nấm khuẩn có hại đó nó là gây cho cái trái mít của chúng ta là bị gì? Bị thối trái ha, đặc biệt là thối trái, nên bà con chúng ta cũng lưu ý nha bà con. Trong cái giai đoạn này thì bà con chúng ta nên thúc trái bà con. Willow Farm cũng có nhiều cái dòng để mà nuôi trái, cái xô đó bà con, xô 20 kg, xô 10 kg. Bà con chúng ta có thể chọn lựa phù hợp cho cái vườn của mình. số lượng chúng ta nhiều thì chúng ta có thể nên tưới sử dụng cái bộ xô là 20 kg. Còn vườn chúng ta ít chúng ta có thể sử dụng cái xô 10 kg. Tùy theo bà con chúng ta coi cái diện tích vườn của mình và số lượng cây, số lượng trái. Thì bà con chúng ta thúc trái thì 7 ngày, 10 ngày chúng ta thúc một lần. Cái xô mà 20 kg thì chúng ta pha cho 8.000 lít nước, còn cái xô mà 10 kg thì chúng ta pha cho 4.000 lít nước. Đó, trong các cái sản phẩm này nó có đa lượng, có vi lượng, có trung lượng, có đầy đủ các cái dưỡng chất hết ở một cái dạng nano và dạng dễ tiêu, đưa vào là cây chúng ta nó ăn ngay lập tức và nó thúc trái lớn lên. Bà con chúng ta không cần phải sử dụng phân 3 số, phân NPK, vì ở trong cái xô nuôi trái là nó có đầy đủ hết. Lâu lâu mình lướt qua cho bà con chúng ta thấy mấy cây bơ ha. Đấy, cái me bơ, bà con chúng ta chậm lại cái video thì thấy có mấy cây cái lá nó khác nhau quá. Cái vườn này là anh trồng mít sơn bơ thì mình cũng từng góp ý anh nhiều rồi. Mình nói với anh là thôi anh ơi dọn mấy cây bơ đi, mà anh không chịu thì không chịu. Cái vườn này cũng có một cái lịch sử khá là hay, là trong cái giai đoạn mà trước cái dịch á, giai đoạn gần dịch á, thì ảnh cũng mua đất rồi làm nông nghiệp mà, nhưng mà lướt của kiểu lướt không được thì cuối cùng là trồng mít luôn. Anh gặp mình, anh hỏi mình trồng ở về diễn, vậy nói thôi trồng mít ruột đỏ đi anh. Cái những cái thời điểm đó nó thật với bà con luôn là thời điểm đó là chưa có nhiều lái mua, nhưng mà với cái sự tận tình, chắc là lúc đó mình nhiệt tình quá thì mình cũng tư vấn cho anh hết xí quách. Cái anh hỏi mình luôn vậy thì giờ mít mình sen bơ luôn, hay lỡ mít chưa ai mua thì mình bán bơ. Nhưng cuối cùng thì bây giờ là mít nó có trái còn bơ thì chưa hen, chắc vài bữa nữa kêu anh đốn bơ luôn. Rồi quay cho bà con chúng ta một cái video nho nhỏ chia sẻ thôi, thì cũng chúc cho quý bà con chúng ta thành công. Bà con chúng ta cần về tư vấn kỹ thuật thì mạnh dạn kết nối với Willow Farm, thì các bạn chuyên viên tư vấn và hỗ trợ cho bà con chúng ta hoàn toàn miễn phí hết nha bà con nha. Lâu lâu thì có những cái chuyến công tác ghé thăm vườn thì các anh em kỹ thuật sẽ ghé hỗ trợ và tư vấn cho bà con chúng ta, cũng hoàn toàn miễn phí hết nha bà con nha. Còn bà con chúng ta cần về cái dòng sản phẩm phân bón hay phân thuốc như thế nào thì Willow Farm sẽ ship hàng đến tận nơi tận nhà cho bà con chúng ta, thì lúc đó chúng ta chỉ cần thanh toán cho các anh shipper là được. Còn bây giờ thì trân trọng kính chào bà con.